gắt khi Minh Béo trở về như một ngôi sao. Việc nam diễn viên Minh Béo được chúc mừng khi trở về nước sau 9 tháng ngồi tù ở Mỹ khiến nhiều người phản ứng. Sáng nay, diễn viên Minh Béo đã chính thức về nước sau 9 tháng ngồi tù ở Mỹ. Thông tin này được chính nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, Minh Béo đã đăng tải hình ảnh của mình kèm dòng trạng thái: "Tôi đã về tới Việt Nam lúc 10:30. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã quan tâm hỏi thăm. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi rất khỏe và sẽ liên lạc với cả nhà sau nhé." Ngay lập tức, sự việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người, trong đó có cả những người nổi tiếng, đã gửi lời chúc mừng cũng như chào mừng Minh Béo trở về. Tuy nhiên, số đông người hâm mộ bày tỏ thái độ không hài lòng khi Minh Béo vừa về đã khoe hình cho rằng việc Minh Béo được chào đón có vẻ sai. Có gì đáng chúc mừng vậy trời, hay thẳng thắn bày tỏ những lời chúc tụng dành cho kẻ ấu dâm. Nhiều người cho rằng đây là lúc Minh Béo nên tự vấn bản thân sau những sai lầm của mình hơn là chia sẻ như một ngôi sao vừa về nước. Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1977, quê ở Tiền Giang. Anh sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18 tháng 3 tại California. Theo công tố viên, ngày 20 tháng 3, nam diễn viên tiếp cận nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé trong buổi làm việc ngày 23 tháng 3. Gia đình cậu bé này báo lại sự việc cho cảnh sát và nhà chức trách nhanh chóng điều tra, bắt giữ nam diễn viên. Trong phiên luận tội đầu tiên diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Minh Béo xuất hiện với ngoại hình gầy đi trông thấy. Theo một số nguồn tin, anh giảm tới 15kg, khuôn mặt nhợt nhạt, tinh thần khá hoảng loạn. "Không ngày nào tôi ngủ được, lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân", là chia sẻ của nam diễn viên những ngày đầu trong tù. Tuy nhiên, trong phiên luận tội này, nam diễn viên đã phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Ngày 13 tháng 5, phiên tòa luận tội thứ hai xử Minh Béo diễn tại thành phố Santa, bang California, Hoa Kỳ. Ngày 27 tháng 5, diễn viên Minh Béo có mặt ở phiên xét xử thứ ba tại tòa thượng thẩm quận Cam. Tại đây, luật sư Mỹ gốc Nhật bà Miya Miyamoto có cuộc trao đổi nhanh với chủ tòa và đại diện công tố xin dời phiên điều trần của vụ án Minh Béo sang ngày 29 tháng 6. Đến ngày 28 tháng 7, phiên xử lần thứ 5 vụ án Minh Béo tiếp tục diễn ra ở tòa thượng thẩm quận Cam, California của Mỹ. Luật sư Mia Yamamoto, người biện hộ cho Minh Béo, yêu cầu tòa dời phiên điều trần tiếp theo đến ngày 10 tháng 8. Tòa đồng ý với lời đề nghị này. Ngày xử sơ thẩm được ấn định vào ngày 12 tháng 8. Trong phiên xử lần thứ 6, Minh Béo đã nhận tội quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên và tội toan có hành vi tình dục với trẻ em dưới 14 tuổi. Mức phạt của Minh Béo được tòa đề nghị là 18 tháng tù giam. Bản án sẽ được tuyên vào ngày 16 tháng 12. Thời gian bị giam ở nhà tù quận Cam được tính là một ngày bằng 2 ngày tù bình thường. Do đó, thay vì ở tù 18 tháng, Minh Béo chỉ phải ở tù 9 tháng. Nói về cách tính này, luật sư Đỗ Phủ cho hay đó là quy định được áp dụng tại các nhà tù quận ở Mỹ. Có quận còn tính một ngày tạm giam ở đây bằng 3 ngày, thậm chí bằng 9 ngày tù bình thường. Ngày 19 tháng 12, Minh Béo chính thức được thả tự do.